Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món chả hoa, một trong những món ngon cho ngày Tết. Chả hoa làm thì không có khó, khi mà mình cắt ra thì bên trong đẹp lắm luôn và ăn cũng ngon nữa. Chả hoa này mình có thể làm sẵn rồi mình cất vào trong tủ lạnh, khi nào dùng thì mình lấy ra mình cắt rất là tiện. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món chả hoa với Diễm nha. Ở đây Diễm có 4 gram nấm mèo ha, và mình sẽ cho nước mát vào đây mình ngâm. Thời gian ngâm thì khoảng 20 cho tới 30 phút, miễn sao cái nấm mèo của mình nó nở là được. Tiếp theo Diễm có cà rốt và đậu que, thì cà rốt mình cần 20 gram và mình cắt ra thành từng đoạn như vậy, cho nó bằng với lại cái kích thước của đậu que là được. Đậu que thì mình sẽ rửa sạch ha và mình cắt hai đầu của nó luôn. Thì Diễm cũng cần là 20 gram, là khoảng 5 cái đậu que. Bắt một cái chảo lên bếp, Diễm cho vào 200 ml nước, 1/2 muỗng cà phê muối và mình cho cà rốt vào ha. Sau đó mình mới bật lửa lên. Mình bật lửa lớn nhất và mình nấu cho cái phần nước và cà rốt này nó sôi lên. Khi mà nước sôi thì bắt đầu mình mới cho đậu que vào. Và mình để cái lửa giữ làm sao cho nước nó sôi ha, nấu 1 phút nha. 1 phút để mình trần sơ đó. Sau 1 phút thì Diễm nhấc ra khỏi bếp và Diễm đổ ra cho ráo. Rồi mình xả nước lạnh ha. Nếu mà mình không có nước lạnh thì mình nên chuẩn bị sẵn một thau nước đá đó, giúp cho cái màu của rau củ nó được giữ và nó sẽ giòn, nó ngon hơn. Ở đây Diễm có 5 cái lòng đỏ trứng muối, cái này là Diễm tự làm xong Diễm cất đông đá đó. Mình lấy ra cho nó tan mềm ha. Sau đó mình sẽ cho vào một muỗng canh rượu trắng. Rượu trắng sẽ giúp khử cái mùi của cái lòng đỏ. Mình lăn trứng qua rượu trắng cho đều ha, và mình xếp ra một cái chén hoặc là một cái dĩa nhỏ cũng được, mình mang đi hấp. Khi mà nước sôi thì mình sẽ đặt cái xửng hấp lên bếp và mình hấp trong khoảng thời gian từ 7 cho tới 8 phút. Còn nếu mà mình muốn nướng thì nhiệt độ 160 độ C từ 9 tới 10 phút. Bây giờ mình đi làm cái phần trứng để mình bọc chả, thì Diễm có 2 cái trứng gà ha. Trứng này cái size trung bình. Mình cho vào 1/5 muỗng cà phê muối và mình đánh cho trứng nó tan ra. Trứng tan càng nhiều thì lúc mà mình đổ thì cái màu vàng nó đều, nó sẽ đẹp hơn. Bắt một cái chảo lên bếp, mình nên dùng cái chảo chống dính ha. Và cái đường kính của cái chảo Diễm dùng là 25 cm. Diễm sẽ cho vào một muỗng cà phê dầu, nếu mà mình có dầu hành mình sử dụng thì nó sẽ thơm hơn. Bật bếp lên mình để cái lửa trung bình thấp nha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 5 rưỡi. Và mình đợi tí xíu cho cái chảo nó ấm lên á. Mình dùng một cái tờ giấy nhà bếp và mình lau sơ cái phần dầu này đi. Mình không có nên để nhiều dầu thì cái trứng của mình đổ á, nó không có được láng. Sau đó mình sẽ cho trứng vào ha. Và mình cũng để ở cái lửa trung bình thấp luôn. Đừng có động gì tới nó luôn. Và mình đợi cho tới khi nào mình thấy cái mặt trứng nó chín và nó se lại như vậy thì mình nhấc khỏi bếp nha. Mình sẽ để cho trứng nó nguội ở trong chảo luôn, tại giờ mình lấy ra nó rất là dễ bị bể. Ở đây Diễm có 400g giò sống, thì cái này Diễm cũng tự làm. Cái công thức và cách làm cả bằng máy xay và máy quết đó, Diễm để cái link ở phần miêu tả video nha. Thì cái gia vị của cái giò sống này Diễm thấy nó rất là vừa ăn rồi, vì vậy khi mà mình làm mình không cần phải nêm thêm. Nấm mèo sau khi ngâm nở thì mình cắt bỏ cái cuống và mình cắt ra thành từng miếng như vậy ha, đừng có nhỏ quá mà cũng đừng có to quá. Sau đó mình cho vào cái phần giò sống luôn. Diễm cho thêm 1/2 muỗng cà phê bột hành và 1/2 muỗng cà phê tiêu trắng. Nếu mà mình mua giò sống làm sẵn thì mình nên nêm lại nha. Mình trộn lên cho nấm mèo nó đều hết dưới cái phần giò sống rồi bắt đầu mình đi mình cuốn chả. Diễm dùng cái túi bắt bông kem á, Diễm cho giò sống vào đây. Nếu mà mình không có thì mình trải đều giò sống lên trên trứng cũng được ha, nhưng mình có cái túi thì mình làm nó nhanh hơn. Mình tém thịt xuống và mình cắt cái đầu của cái bịch là 3 cm nha. Sau đó mình sẽ đi lấy một cái màn bọc thực phẩm á, có cái kích thước là 40 x 30 cm. Mình lấy trứng đã nguội mình đặt lên trên.
Thì trứng mình đổ như vậy á, mình thấy nó vàng đều ha và nó không có bị cháy, rất là ngon. Cho giò sống lên trên trứng thì mình chừa một cái khoảng 5 cm nha. Và mình sẽ nặn thành một cái hình vuông. Nó cứ nặn đều như vậy là được. Sau đó mình có thể dùng cái cây phết bột á, mình tém ra cho nó mịn hơn tí xíu, rồi mình mới xếp cà rốt và đậu que lên. Mình cứ xếp đều và mình ấn nó xuống nha. Ấn tí xíu cho nó bám chặt hơn đó. Rồi mình tiếp tục mình lấy cái phần giò sống còn lại á, mình cho hết lên trên. Rồi mình cũng dùng cây phết bột hoặc là cái muỗng múc cơm cũng được á, mình tém lại cho nó mịn hơn, nó không bị những cái bọt khí to. Sau đó mình xếp hết cái phần đậu que và cà rốt còn lại. Trứng á, thì mình sẽ để vô ngay giữa nha và mình ấn cho nó nằm khoảng 1 phần 2 cái trứng ở dưới thịt á. Rồi mình túm lại thôi, mình túm nhanh tay ha. Thấy như vậy chứ rất là dễ. Mình xếp lại và bây giờ mình túm hai đầu nó lại. Rồi mình cứ kéo ha, mình kéo xuống. Thì tự động là nó siết lại thì cái cục chả của mình nó sẽ chắc. Đó là như vậy. Diễm sẽ đi lấy một cái giấy nhôm á, có cái kích thước là 28 x 30 cm. Mình gỡ cái màng bọc thực phẩm ra nha. Và mình cho cái cây chả vào rồi mình cuộn lại thôi. Mình cuộn vừa ha, cũng đừng có nên cuộn chặt tay quá, tại vì chả nó sẽ còn nở khi mà mình hấp. Rồi mình xếp hai đầu lại thôi. Sau khi xếp xong thì mình chỉnh lại cho nó tròn trịa ha và mình đi cột dây. Thì Diễm có cái sợi dây ở đây là 200 cm và mình kéo cho hai cái đầu nó so le ha. Cái đoạn dây so le nó có chiều dài là 25 cm. Mình cũng có thể không có cần cột, nhưng mà Diễm thấy cột như vậy cây chả của mình nó sẽ chắc chắn hơn và nó ít có bị bung á khi mà mình hấp. Cái cách cột này thì Diễm cũng chia sẻ nhiều lần rồi ha, như là cách cột bánh tét thôi. Cột chả thì mình đừng có nên siết dây chặt quá ha, tại vì mình siết chặt á, cây chả khi hấp nó sẽ nở thì nó dễ bị tét ra đó. Nếu mà mình thấy video nhanh quá thì trên video của YouTube á, nó có cái chức năng bấm chậm á, thì mình cứ chỉnh làm sao cho mình thấy phù hợp. Diễm cũng cố gắng làm video sao cho ngắn gọn nhất có thể, tại vì nếu mà video dài dòng quá đó, mình bấm nhanh á, thì mình sẽ mất đi những cái chi tiết quan trọng làm khó thành công hơn. Sau khi cột xong thì mình lăn cho cây chả tròn ha. Và bây giờ mình mang đi hấp. Hấp chả thì mình sẽ hấp cái lúc là nước còn lạnh luôn nha. Đặt cái xửng hấp chả lên rồi mình mới bật bếp và mình nấu cho cái phần nước nó sôi lên. Đầu tiên thì mình cứ bật lửa thiệt là lớn. Khi mà mình thấy nước bắt đầu sôi, tức là hơi nước nó tỏa ra nhiều á, thì lúc này á, mình mới hạ cái lửa xuống, giữ làm sao cho cái nước nó sôi là được. Thì lửa trung bình hoặc là trung bình thấp ha. Và mình hấp chính xác là 30 phút. Hấp chả nếu mà mình hấp lúc nước sôi dễ làm cây chả của mình nó bị phồng, nó xốp, nó không còn ngon. Sau 30 phút á, mở ra mình thấy cây chả mình nó căng tròn luôn ha. Mình sẽ để ở đây cho chả nó thật là nguội rồi mình mới mở ra nha. Chả này Diễm để nguội được 5 tiếng rồi nè. Chả mà chưa nguội á, mình cắt ra dễ làm cái chả của mình nó bị đen. Để Diễm mở ra thử bên trong. Thì mình thấy ở đây ha, thì nó chưa có được kín lắm, nhưng mà lúc mình cắt ra vẫn đẹp, không sao hết. Để cắt ra thử nha. Rồi mất tiêu cái lòng đỏ trứng muối rồi, thì ra là nó nằm ở đây. Chả này á, thì mình nên cắt trước một đoạn ha, để mình biết cái lòng đỏ trứng muối ở đâu, rồi từ đó mình mới khoa canh những cái khoanh chả tiếp theo thì cắt ra chúng cái lòng đỏ nó sẽ đều đẹp. Diễm cũng nhận được nhiều câu hỏi là tại sao mình làm chả ở nhà nó không có được trắng, tại vì á, chả ở nhà mình làm cái lượng mỡ rất là ít nha. Mỡ chính là cái nguyên liệu giúp cho chả nó trắng và nó mịn đó. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được chả hoa thiệt là đẹp và ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.